Chúng tôi là Vissan. Với hơn 46 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm, chúng tôi luôn sáng tạo và phát triển để trở thành nhà sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm lớn nhất cả nước, vươn tầm ra khu vực và thế giới, nỗ lực xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững với mô hình khép kín từ khâu nuôi heo giống đến khâu sản xuất heo thịt, đảm bảo an toàn dịch bệnh, có khả năng cung cấp mỗi năm hơn 66.000 con heo thịt. Nguồn thức ăn được lựa chọn kỹ càng, bảo đảm an toàn và dinh dưỡng. Quy trình chăn nuôi khép kín được kiểm soát chặt chẽ theo hướng truy xuất nguồn gốc, hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển ngân hàng sản phẩm, xúc xích tiệt trùng, đồ hộp, lạp xưởng, giò các loại, thịt nguội, chế biến đông lạnh. Hàng năm, chúng tôi đã cung ứng ra thị trường khoảng trên 30.000 tấn thực phẩm tươi sống và 20.000 tấn thực phẩm chế biến, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Vissan, sức sống mỗi ngày.